Biết sao không? Tao mới mời, bây giờ tao mới thành, nó chỉ thành thạo thì không đúng, cũng còn lập cập lắm. Rồi chào em. Anh Cầm khỏe không? Chào anh Cầm với mọi Hình như người. là có 5 phút rồi mà cái chào tôi khỏe không là sao? Bây giờ em muốn nói cái này nè, là ban nãy em thấy EQ với lại Bích Trang liên tục nói anh là lão già, già quá, lẫn lẫn rồi là già, lão Ôi già tội nghiệp này trời. kia. Thì cho em nói cái này, khi mà EQ hay là Bích Trang á, đến đến tuổi mà bằng tuổi anh á, mà nghĩ là mình nhìn ngon lành hơn anh á, có chắc là mình nhìn ngon lành hơn á, thì hắn nói, anh hiểu ý em nói không? Đâu có ai biết được, em bằng tuổi anh đâu biết được, nhiều khi nhìn già chết cha luôn, cho nên đừng 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 có nói câu đó, đừng có lên đây hô anh già này kia, của già, dùng cái đó để mà tấn công người ta thì nó không công bằng. Ok, cái đó là cái em muốn nói, là em muốn nói cái thứ hai. Hiện giờ Bích Trang có gọi đi không để mà nghe, chứ nhiều khi nó đi mất mẹ rồi. Bây giờ Bích Trang nhắm 70 tuổi, Bích Trang nhìn còn ngon lành như là anh Cầm không? Ok, thì đó là cái em muốn nói. Cái thứ hai là em muốn nói anh là có cái tay Ngọc Phạm này nè, ngồi dưới đây từ nãy giờ em đọc thấy như chẳng có nói gì ngoài cái là chửi chửi Bác Hồ nãy giờ, thấy nghe chán quá. Thành ra anh tại anh xịn rồi chứ không, anh để ý đi, anh cho ra ngoài đi chứ đọc chán lắm. Ngọc Phạm nè, có cái tay Biết này đó. rồi, nếu cần thì mời nó lên thôi. Có nghĩa Không, là gì? tại vì nãy giờ nói không có cái gì hay hết chứ, Ừ. cứ nói tầm bậy bạ ghê quá. Thì con cái này nữa em nghe, em muốn nói là EQ không biết ngồi còn dưới đâu không, nếu còn dưới thì em muốn nói vậy nè, EQ nói anh là không biết lịch sử, không biết lịch sử, EQ nói chứ là chánh nghĩa quốc gia, chánh nghĩa quốc gia. Thì thứ nhất là EQ nói anh không biết lịch sử, mà EQ lại nói chứ chánh nghĩa quốc gia có nghĩa là EQ đâu có biết lịch sử đâu. Cho nên để em nói cho em 1 phút, em nói cho Rồi EQ nói, em hiểu, ra hết đi. Anh à, em thấy cho em gọi nói trước cũng khi được. là quốc gia Việt Nam á, do Pháp dựng lên, và cái quốc gia Việt Nam á, là đã sập khi mà Pháp thua ở Điện Biên Phủ, quốc gia Việt Nam nó không còn nữa, thì cái quốc gia Việt Nam nó thay chủ từ Pháp và đổi qua thành Mỹ, mà khi chủ mới á, là Mỹ á, thì gọi là Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là mẹ có chánh nghĩa quốc gia, cho nên mấy mấy người giống như là EQ hay Bích Trang cứ hô là cái gì ăn ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản. Quốc gia là năm 1954 là quá lâu rồi, đâu có trong này không biết có ai sinh năm 1954, từ những người lớn tuổi, thật là lớn tuổi thôi, chứ còn quốc gia là ma rồi, chứ còn đâu ăn cơm quốc gia thờ thờ ma cộng sản gì. Cộng sản là có thật đó, chứ cộng sản đâu phải là ma đâu. Ok, cái đó mình muốn nói là EQ nếu mà còn ngồi đó là nên coi lại lịch sử đi, thay vì mình ngồi đây mình chửi anh Cầm á, là không biết lịch sử, mình mới là không biết lịch sử á, mình cứ nói cái chữ là chánh nghĩa quốc gia có nghĩa là mình không biết lịch sử. Nói lại nha, quốc gia đã bán muối từ năm 1954 rồi, không còn nữa. Ok, đơn giản đây thôi. Lại ok, có cái tay nào tên là Alan, Your History Written by Việt Cộng. Ok, ý ý tên này á, không biết tên này là người gì, đương nhiên là hiểu tiếng Việt đúng không, hiểu tiếng Việt mà bài đặt viết tiếng Anh đúng không, nói là cái lịch sử mình hiểu á, là viết bởi Việt Cộng. Để tôi nói cho Alan Bushman này nè biết nha, mình chưa hề bao giờ đọc lịch sử của nhà nước Việt Nam. Mình sống ở bên Mỹ 30, gần 38 năm rồi. Ok, em biết lúc đó Alan Bushman này sinh ra đời chưa? Tất cả những gì mình đọc đó là từ Mỹ nó viết. Ok, cho nên đừng có ngồi đây mà hô, lịch sử mình đọc là bởi Việt Cộng. Đừng đừng có chùm mũ. Ok.
Còn cái đó mình muốn nói là những người mà trái chiều đó, họ ưa dùng cái chữ sự thật. Sự thật, nói sự thật đi, mình chả hiểu cái chữ sự thật là cái gì. Mấy cái người này á, họ định nghĩa chứ sự thật là cái gì. Anh Cầm trả lời giùm em cái đi. họ đánh nghĩa cái chữ sự thật là cái gì anh? Họ hiếp dâm từ ngữ. Nancy, em nói cái gì anh không hiểu? Wrong English, anh ký xá là cái gì? Anh không hiểu. Nhưng mà anh muốn nói cái cuối cùng trước khi em xuống, anh Cầm ơi, cho người khác lên là em muốn nói là mấy người này á, mấy người này hô là cứ ưa dùng chữ sự thật. Còn dưới đây có một tên gọi là Mục Nguyễn gì, đi học lại đi cứ xá, ngu vô độ. Không biết mình ngu gì, cho mình chứng minh cho mình biết là mình nói cái gì ngu. Có cái câu của bạn là tự nhiên cái nói ngu vô độ mà không chứng minh là rõ ràng là bạn ngu rồi. Còn nếu bạn nói người ta ngu là bạn phải chứng minh cho người ta là ta nói cái gì sai mà ngu. Còn tự nhiên bạn pha một câu nói ngu vô độ là có nghĩa mà không có chứng minh gì hết là bạn ngu còn gì nữa, đúng không? Nhưng mà ok Nancy, anh hiểu ý nó nói, nhưng mà anh cũng quan tâm, đương nhiên là biết tiếng Anh sai rồi, nhưng mà anh hiểu ý nó nói. Đại khái ý nó nói là anh học lịch sử từ sách báo của Việt Cộng. Bây giờ tao nghe mày nói rồi, giờ tao trả lời nè. Chính vì cô nói đó mà tao sặc đủ ly bia đổ luôn, tao lao nãy giờ thấy mẹ luôn. Mày thấy tao lao không? Thôi anh uống vậy đủ rồi đó. Em cũng bắt chiếc anh làm một chai rồi đó. Ok anh nói đi. Thì anh nói cho em nghe đi. Những người nào mà họ không có cái lập trường và họ lưu lý thì họ hay đưa ra những cái chuyện mà hay chữ bậy. Thì tôi nói thẳng ở trong cái diễn đàn này nè, thì anh mở ra thì có nghĩa là anh không phải là vì cái chỗ anh hơn thua với họ hoặc là anh gì đâu, anh vô tình anh mở ra. Bữa nay buồn quá thì bữa hôm nay thì con nhỏ ghê lớn thì nó đi Cali, anh đi gì đó, nó đi cái nước nào tao cũng chẳng biết được. Nó về tới đêm gói quà đưa cho bố, thì trong đó có mấy cái nem, trong đó có cái vụ Việt Nam xuất khẩu qua nước Mỹ là ốc lên sầu dừa, người ta khoe thôi đẻ vậy. Nhưng mà không ngờ là nó có những chuyện mà những người mà trái chiều vào đây. Trái chiều đây là trái chiều thì chứng kiến thôi, chứ thật phải là tao cũng không chứng kiến, tao không biết gì hết. Thì đó có cô Bích Trang, có Hùng Lân, có quý đại hay. Anh cũng cấp hết, anh cũng không nghĩ gì hết vậy. Tại vì chúng ta ở xứ Mỹ mà, được quyền mỗi người lên ý kiến. Nhưng mà họ không có một cái gì gọi là lập luận, không có một cái gì gọi là phản biện, không có một cái gì gọi lại cứ tố là ở nước Mỹ thì được, mà nó so sánh khập khiễng, cứ so ra cái tiền người già đối với nước Mỹ với tiền người già ở Việt Nam. Nhưng mà nó có người ở Việt Nam nó khổ cái là hơn ở nước Mỹ, nó có nhiều cái điểm nhưng mà mình chỉ ra đó. Ở nước Mỹ mà khi anh muốn hưởng tiền trợ cấp đó, anh phải làm đơn rồi đủ thứ các cái rồi, cũng có tiền người già vậy. Mà ở Việt Nam thì không cần, miễn đủ số tuổi thì tự nhiên phải có thôi. Anh gần mà cho em nói cái này không anh? Ok em nói. Ok bên đấy anh nói về vấn đề mà tiền thu này kia, thì bây giờ em mới chợt nhớ là anh ở Mỹ anh không nên nói gì về cái vấn đề hưu bổng ở bên Việt Nam, cho dù anh đã có những cái đàm thoại với những người bên Việt Nam, nhưng mà anh hãy để cho những người bên Việt Nam người ta trả lời về chế độ hưu trí hay là tiền trợ cấp xã hội của Việt Nam, chứ mình đừng nói. Còn mình chỉ có trả lời những gì mà mình biết ở bên này thôi. Ok thì okay. Em nghe Bích Trang lên là em hiểu ý Bích Trang nói rồi. Ý Bích Trang nói là so sánh cái chế độ hưu trí ở bên Mỹ đó, anh Cầm anh thử coi chế độ hưu trí ở bên Mỹ nó ngon hơn Việt Nam. Thì cái so sánh đó để cho em nói là nó khập khiễng lắm. Tại vì Bích Trang thì có cái tập đó là hơi hơi
Tôi chủ quan với lại hơi hơi confident là cái gì? Confident có nghĩa là nói chung là hơi có vẻ tự tin đó. Tự tin cứ cười cười tự tin, nhưng mà nó biết trang trải, hiểu biết gì hết mà không có đầu óc, không phân tích nữa. Cái so sánh là rất là khập khiễng. Thứ nhất là Mỹ ấy, nó đánh thuế rất là nặng. Cái Nặng. tiền mà mình cái tiền mà về hưu, không phải về hưu mà là cái tiền giống như trợ cấp xã hội, thì sau mà khi mình về hưu thì mà làm cả đời ấy, thì nó cho mình tùy thôi, mình làm bao nhiêu nó cho, nhưng mà tối đa hiện nay thì chỉ khoảng trên tí xíu trên 2.000 thôi. Còn Việt Nam làm sao so sánh được? Việt Nam mình đâu có chế độ thuế gì đâu, Việt Nam mình đâu có đánh thuế đâu, cho nên ngồi ngồi tự nhiên cái đem cái Việt Nam với Mỹ để so sánh, ông thấy cái đó vô cùng khập Khập khiễng, với bệnh so sánh. khiễng Nhưng bởi anh không nói gì đó, mà nói cứ như thật, anh nói nói gì mà làm như em là nói nhẹ nhẹ thôi, tại vì sao dù tôi muốn hay không thì Bích Trang cũng là phụ nữ, em đâu có nói gì đâu anh. mà anh thì anh cũng không muốn đối chối phụ nữ. Từ xưa giờ anh chưa có gì gọi là anh chưa có gì gọi là nói một cách khác thì nữa, anh chưa có gì gọi là thì cho anh chỉ yêu cầu là Bích Trang nói chuyện với anh rõ ràng, một là con hay là chú hay là bác hay gì đó. Đặc biệt anh Nhưng cứ mà từ đó nhưng cho mà em nói cái này, cái là Bích Trang có cái vấn đề như này, là Bích Trang không có tham gia tranh luận được, là tại vì á khi mà cái ý kiến của anh nó khác là Bích Trang, một cái là Bích Trang bắt đầu chửi anh là anh ở đây lâu mà sao anh không biết, là anh ngu hay là là anh hay dốt à. hay gì, Đúng, cái bây đó giờ nếu cần thì bây giờ mời Bích Trang ra tranh luận với mình, tranh luận với em chứ mà tranh luận với anh. Ok, em thôi bây giờ dùng chữ thì mình trao đổi nhau đi. Ok, em cả bây giờ có Hùng Linh, là Hùng Linh bắt đầu nãy giờ bất bất tỉnh nãy giờ, tự nhiên bây giờ bừng tỉnh dậy đặt câu hỏi tùm lum, mà đặt Ok. câu hỏi cứ cứ 1 2 3 4 này Bây kia. giờ bây bây giờ Bây bây giờ bây giờ cái diễn đàn của mình là coi như bình cho luận bình đẳng, dạ có nghĩa là bây giờ là Bích Trang đâu, anh yêu cầu em cho là em nói này, tại bây giờ em đang nói tới Hùng Linh. Ok, Bích khoan Trang nãy khoan giờ không từ từ em nói đi, em có ok. nói đi, anh cứ mời Bích Trang, em Dạ nói với Bích Trang từ đâu. Hùng Linh thì cứ họ dùng cái chữ dám thì mình đề nghị Hùng Linh á, mình hãy tôn trọng nhau. Thật ra mình cũng thích Ôi, tranh mệt luận, quá quá, thằng này tranh luận nó chơi với bắt lại Hùng chuyện Linh chơi cho vui, nhưng mà nói cho vui thôi. Hùng Linh có quá nhiều gọi là gì ta? Có quá nhiều căm thù gì đó trong Bích trong Trang lòng đâu? á. Cho nên mỗi lần Hùng Linh nói được mấy câu, câu thứ hai bắt đầu chửi bới. Cho nên nếu Được Hùng Linh nói đàng rồi, được hoàng, rồi. mình cũng có thể tranh luận. Nói chứ, dẫn chứng đàng hoàng. Đúng rồi, mà Hùng Linh hỏi chứ có tìm hiểu được tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản chưa? Thì nãy mình đã nói qua rồi Hùng Linh ơi. Cái vấn đề mà tưởng niệm đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản đó, nó không có, nó chả nói lên được cái gì hết. Chả nói Bây được giờ gì cả. Mỹ ấy, nó có cả ngàn cái tượng đài đi nữa, nó cũng Đây, chả nói lên được bây gì giờ hết. Tự nhiên mình phang cái tượng Hùng đài Lân ra. rồi, Hùng Lân không muốn lên hay là không, Hùng Lân mẹ cũng muốn chuồn lên lên không, mà Hùng Lân lên á là nói chuyện với lại người Xá Duy Tân nha, ta không muốn nói chuyện với mày. Em đề nghị lên, cứ lên mà đặt câu hỏi xong mình đưa ra vấn đề xong cái Bây mình giờ Hùng Lân lên lịch sự chứ đủ, mẹ lão già này nói là khi là đủ tao đá mày xuống. em đề nghị Ok, mày từ em từ đề lên. em đề nghị Hùng Linh lên nó đừng có phân bua hay là nói Không lòng phân vòng, bua gì cả, cứ và phân mày bua hỏi mất gì giờ đó lắm, thì không cứ ai muốn Xá Duy nghe cái Tân đó. trả lời cho mày, kể cả lịch sử hiện đại và quá khứ. Ok, nếu mày muốn tôi cho mày lên, Ok, bây giờ không lên có đó thì lòng em. vòng, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ok, Ok, Bích Trang lại cũng đang bất tỉnh, tự nhiên tỉnh dậy nè. Đó. Muốn thì lên này em xuống. không phải bây giờ Hùng Lân lên không, lên nói chuyện với cư Xá Duy Tân, mày đôi Nói cho chối đàng với tôi hoàng, cái nào, nói cho đàng hoàng, em cũng nói thích cho nghe đàng chị. hoàng lịch sự. Mày phải hiểu là ở nước Mỹ là đầu tiên câu chuyện là em sorry, nhớ kỹ điều đó nha, đủ mày Thôi bị có một cũng mày bị không cần sai phải phạm sorry gì câu hết trơn. một là tao đá mày xuống liền. Dạ. Hùng Lân đâu? Đúng rồi đó, anh Tầm anh đang hai chai rồi đó, anh đang khùng rồi đó. Phải cẩn thận nhé, anh cầm nhé. Không, anh rõ ràng dứt khoát đây nè, đó có con mẹ gì mà nói chuyện thôi, nhưng mà tao nói cho lên đâu là Hùng Lân đâu. Ok, em xuống tao ha, tao anh cầm. tao mời mày lên, mày nói đặt câu hỏi rồi thằng cư xá gì tao mới sẽ trả lời cho mày.
Nhưng mà với điều kiện là đủ má mày mà mất dạy là tao cho mày xuống liền. Bây giờ trong cái diễn đàn mình là 115 người, 115 người làm chứng là mày như thế nào? Hiểu chưa? Ok, mày bấm giờ đi. Không bấm giờ, cặt cái trên thoại. Đúng, thằng này nếu gì có bấm giờ, dù nó có đéo gì bấm giờ, nó không phải là cái quan trọng gì đối với tao cả. Tao đã chừa từ lâu rồi. Em à, Cao Bằng Lan à, Cao Bằng Lan, anh hiểu rồi, anh hiểu em đi nó rồi, em nói ok nữa, để anh mời thằng Hùng Lân lên nữa. Nó có dám lên không là cái chuyện quan trọng. Đang phai nó nè, đang phai đau nè, trời ơi khổ quá, Hùng Lân đâu. Đừng có nói, đủ mà cứ đặt cái giác hay nô, đủ mãn mệt lắm. Mày hỏi cái gì đó, để cho thằng kia trả lời. Ok, gà đen kìa. Đâu rồi? Không thấy. Rồi, ok, cái anh nó cầm. Rồi, anh thấy rồi, Từ từ từ. Không phải, nó không có ok. Buồn quá, nó để còn lắp không mà mày ơi, khổ quá, đéo chịu lên được không? Nó để nó ghim vô là Nguyễn Lân ok, rồi nó ghim mẹ vô luôn rồi. Là sao? Có nghĩa là nó không có lên. Ủa sao Hùng Lên nói Hùng Lên muốn lên mà gì? Hùng Lên cứ lên đi, đâu có sao đâu, mình nói chuyện đàng hoàng mà. Không? Chuyện có liên lẽ đàng hoàng, phải tiểu sử, logic. Đâu thì, không chừng Hùng Lên có thể thuyết phục được 120 người. Đó, mình thuyết phục được đi. Đâu mục tiêu rồi, tao không thấy nó đâu. Trời. Em cũng muốn mấy người Việt Nam cộng hành này thuyết phục em, nhưng mà 40 mấy năm mà chưa thuyết phục được.